hợp lý thôi. Nó là không cho ông anh xếp hàng lại, tôi nói là nếu mà nữ ngã nam là phải ôm lên rồi mới đá tiếp nhiều chứ, ta đi nhiều nắm tay nhiều lên chứ ôm lên không phải đâu. Ngã rồi phải rồi mình ta cho đây người ta đấu cho tổ bắt phong ba tổ chơi với nhau như vậy giống cùng nhau. Vâng, đây là vòng chung kết. Tức là thế này, đá là chỉ là đá hai chân thôi. Tay là cấm tóc toàn bộ. Không cấm gì trời. Hai tay toàn bộ. Ai mà đụng tay là bị phạm hả? Cứ thổi còi thôi. Vâng, nhìn bây giờ là ngôi sao của tổ toán lý đang như vậy. Thầy, thầy, thầy chụp đứng, chụp lên chân con thấy này. Rồi. Trên đấu, bắt đầu, nhìn đồng hồ, 15 phút, bắt đầu, vô. Vâng, kết thúc phút, vâng, vâng, vào đầu phút phút của Lý Như Kiệt. Ấu. Vâng, vừa rồi Lý Như Kiệt đi bóng, chuyển sang trong kiến dụng, kiến dụng, chuyển lên, vâng, bắt tầm cắt được bóng rồi, anh thấy gì không? Sượt, vâng, được rồi, vâng, gôn anh không trúng đâu, anh thấy mấy cô trước khi anh trúng lên luôn, vâng. Vâng, Như Kiệt đi bóng, vâng, rất kéo, anh được qua một cầu thủ rồi, vâng, được sự đeo bắt. Rồi, bóng hết đường biên rồi. Hết đường biên. Không ra, chúng ta tổ tên nữa này. Vâng. Bất kỳ là cứ được vào rồi, anh quyết định sút bóng, không vào. Rất tuyệt vời, vâng, vừa rồi ta thấy rằng là thủ môn Bá Son đã ôm bóng rất gọn, đang cú sút rất mạnh. Vâng, Văn Tâm chuyển bóng cho Văn Thanh, Văn Thanh lấy bóng rất khéo. Ô, anh đá về, nhưng đồng đội không hiểu ý, chuyển sang cho Văn Kiệt, không được. Vừa rồi ta thấy rằng là Văn Tâm cản phá bóng tốc. Thành phạm lưới kết thúc rồi, dùng cái khép nửa bóng rồi. Đề nghị là chúng ta đá bánh chân chính, không đá bánh chân phố. Vâng, Văn Thanh, chúng ta thấy rằng vừa rồi là thằng này phạm lỗi kỹ thuật đó, tôi thấy lỗi chưa đó. Vâng, được bao nhiêu rồi. Vâng, vừa rồi ta thấy rằng đúng về Văn Tâm đúng có quá. Chúng tôi ban tổ chức nhắc lại, chúng ta đá banh chân chính, không đá banh chân phụ. Dừng. Mạnh quá, vâng, vừa rồi là một pha di bóng của Hải Vân. Vâng, Hải Vân chuyển sang cho Văn Thanh. Văn Thanh vẫn đang bay. Vâng, lúc gì cũng bật. Vâng. Không vào. Ba đối mặt giữa Văn Tâm và thủ môn. Văn gì? Văn gì hả? Chấm gì? Vâng, vừa rồi. Đang bay đi bóng rất khéo léo. Hết ném luôn, không đội đu vào chiều. Không vào. Cũng tay đâu. Đây vì cứu chúng ta nhưng pha bóng lọt hàng thì nhớ kẹp lại, không thể lọt hàng. Vâng. Đây. Làm hồi mệt luôn. Hay quá. Dừng nhau. Bóng rơi rồi. Dừng trái đi. Quân ta. Vâng. Pha khăn xa hết mình của Kim Dung. Vâng. Nằm cũng đá. Bỏ cũng đá. Nhìn sao đá cũng đóng. Thôi coi đó. Vâng. 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 Kim Dung rất đẹp mắt. Vâng. Rồi vâng. Rồi từ Lý ra. Vâng, Văn Thanh đi bóng, qua được 8 mấy không? Đi. Ủa, chẳng phải có canh giờ đâu, đã. Có, canh giờ bằng kim đồng hồ. Bay, chuyển lên, qua rồi, Văn Kiệt không được rồi. Vâng, vừa rồi lại một lần nữa, Văn Kiệt đến từ Barcelona đã không thành công trong pha dứt điểm vừa rồi. Đấy, thưa quả hả? Vâng, ta thấy rằng so với Bá Son làm việc rất vất vả thì Văn Nhi lại rất là nhàn nhã. Văn Nhi lại tiếp tục có cơ hội nữa, bắn không được. Văn Thành là về bọc lót kịp thôi. Vâng.
Chúng ta thấy là Bá Son hôm nay rất xuất sắc, hay là cứu thua nhiều pha bóng. Thích nổi ta thấy rằng là đội hình thi đấu hôm nay các cầu thủ rất là sung. Hôm nay ngày 8 tháng 3, chị em sung mừng anh em. Người tới 10 phút nữa. Đó, lên chút. Sung lên. Việc mà cầu thua chỉ vắng thôi. Ấy. Ô, đội văn phòng có sự thay đổi người. Milo vào thay chân cho Văn Kiệt. Văn Kiệt thì nên đi. Lăng thay vô. Chắc bay. Hay quá, vừa một pha cứ đọc từ xa không thành công. Đâu đó, giữ lại. Bình luận. Anh cắm hai tiền tạo lên đây nguy hiểm quá nha. 15 phút. Vâng, 15 phút, 5 phút là trôi qua. Tỷ số bây giờ vẫn là 0-0 nha về hai đội. Trận đấu vẫn đang diễn ra rất nhanh. Ai ở đây kịch tính? Phải nói là 2-0, mỗi đội 1-0. Không bình luận mà, đây là lên. Vâng, quan tâm chuyển lên cho Thành, tức cách chuyển sang cho Văn. Không được rồi, đội bàn Tập Tử Lan đã dẫn bóng đến tấn công. Chút bóng lệch cột dọc trong càng tức. Vừa rồi thì bóng đi chính xác một xíu rồi thôi, nhưng trước cái cú sút vừa rồi thì bóng đã ra ngoài, rất tiếc cho đội văn phòng. Thay hả? Huấn luyện viên nhập băng cầu thủ luôn. Đang văng thay em tam hả? Ta thấy liên tục là những pha tấn công rất nguy hiểm của đội văn phòng. Xong bây giờ bàn thắng vẫn chưa được ghi. Văn phòng lại tổ chức tấn công. Vâng, anh thắng qua đầu rất kỹ thuật. Văn tâm cơ đội phá đội. Hay quá. Được bóng, phối hợp với. Rồi Văn Thành tấn công. Anh lược qua Hữu Lan không thành công. Hữu Lan là một trung vệ đến từ Barcelona. Và Văn Thành đến từ Chelsea. Anh định kích bóng qua đầu. Vâng, đội văn phòng tấn công rất là đẹp. Văn Thành té rồi. Không cao ở đây, té đá luôn. Vâng, đội toán lý tiếp tục có pha đá biên. Điền lên cho Văn Tâm trước. Dùng nó đá tăng cường hả? Dùng nó đá tăng cường hả? Không được. Một pha chút lên của Ba Sơn. Vâng, lấy bao lúc kỹ thuật. Đá tăng cường hay sao? Đội văn phòng vừa đá vừa ăn sao ấy. Nó làm tô rồi nhỉ? Đâu dùng cái đá tăng cường hết chứ. Văn Chi chuyển lên cho Hữu Lan. Hữu Lan giữ bóng, chuyển lên cho. Không cho ai. Vâng, vừa rồi là pha chuyển bóng thiếu chỉ. Ra tiếp. Vâng, rồi toán lý. Mệt bác con. Mệt bác ghen. Ở đây, ban tổ chức chúng tôi cho phép năm đá, bò đá, quỳ đá, miền sao đá trúng bóng. Vâng, tấn công. Quỳ không được rồi. Vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là đội văn phòng tổ chức tấn công. Văn Chi cho Văn Vinh. Không vào. Phá bóng. Chưa. Phá. Vào lợi dụng ôm nhau là không được. Hạ gục từ một Văn Tâm. Vâng, vừa rồi một Tâm nghe về rồi Văn Phong. Trời ơi, ghế nó về rồi. Ghế nó về chứ. Vâng, hai bên làm thủ tục đổi sân. Nói mà nước miếng nghẹt lo luôn. Lên nữa đổi rồi, sao chạy lại rồi này. Gió không à. Hết sức rồi. Đấy nào. Đổi tôi nãy. Vâng, vừa rồi hai đội sân rồi. Đá chân mưu phút. Tay HP. Ghen hả? Đội này tinh thần khỏe ghê em thôi. Bắt ghen hả? Vâng hả? Vâng, đội Văn Tâm thì Di Triệt và Đàm Bay lên tấn công. Vẫn là hai trung vệ Kim Dung và Kinh Nghi. Thủ môn vẫn là Kim Chi. Đội Văn Tâm rất là Kinh Nghi. Có giờ bữa nay mới bắt xa được kìa. Cùng thắng nhau mà. Ủa? Kinh Nghi. Cho sổ người. Cầm chứ. Cho xây. Rồi, đội Văn Tâm ở đội toàn lý bắt đầu phản công. Ôm chuyền bóng bắt đẹp bắt, Bá Son tấn công. Đi bóng qua. Đây, bay. Đây là cái tổ chức cho chúng ta là có đội ngũ y tế tới. Sau khi cầu thủ Bá Son đã xong rồi đang khám là cái đùi có bị bầm không? Chen đặc biệt là hai bên đùi. Tiếp. Kiệt đi bóng. Kiệt ba đường ba đường. Không được rồi. Vâng, bắt đầu đi. Video vét đi năm. Tổ toán đi. Thầy đang đấy rồi. Đâu có vô đâu. Trẻ thực hiện chiến thuật á, hai không hai đấu pháp như thế nào? Tỷ số bây giờ 2-0 nghiêng về bóng. Văn Phong, vâng, của Văn Phong thêm đà rất là nhịp nhàng. Vâng, chúng ta đã tấn công trong một lần hiếm hoi. Vô chống lên. Đã lẽ là một đội pha bóng của Kim Dung được đà bay nhanh hơn. Đây đi bóng. Anh quyết định đi qua Văn Phong. Qua không? Qua rồi. Chúng ta tiếp tục. Vào anh. Vào anh.
mang không? Bố rồi, mang không? Chúng ta nhầm bố rồi. Tôi lo, tôi lo. Cái hiệu của nó luôn á, không phải là máy mà là thay đổi một cái con chữ khác. Bây giờ một cái xe Honda cái... à đúng. rồi một cái thức ăn mà anh thường hay ăn vào những cái lúc đói. Cơm. Rồi chính xác. Một cái loại một cái loại mà anh thường sử dụng khi mà lên bảng, trước khi lên bảng ai phải cầm nó. Chính xác. Một cái chức vị mà trong trường học mà cái vai trò của người này giống là một cái phó hiệu trưởng. Phó hiệu trưởng. Phó hiệu trưởng tương đương là phó hiệu trưởng mà. Hiệu trưởng. Mà phụ trách binh. À. Rồi. Chủ tịch đội. Một cái loại. Hai có hai. Trong cái chào cờ mà nếu không có nó thì cái nghi thức sẽ không có thành công. Trúng. Không phải. Thời gian nói rồi. Tôi đâu có biết. Rồi, hồi nãy anh nói trong cái